mẹ nhân ái đoàn con thiết tha van nài. Đại dịch lây lan mẹ ơi khôn khó nguy nan, khổ sâu lo âu trần gian muôn vàn tang tóc. Xin mẹ từ bi cầu Chúa chữa lành chúng con. Lạy mẹ nhân ái xin thương xót chúng con khôn cùng. Xin mẹ xót thương. Lạy mẹ nhân ái xin gìn giữ chúng con an bình. Xin giữ xin con. Nguyện mẹ yêu thương đoàn con còn bao lỗi tội. Xin mẹ yêu thương cầu Chúa chữa lành chúng con. Mẹ hằng cứu giúp đoàn con thiết tha kêu cầu. Loài người thương đau mẹ ơi cứu giúp chúng con. Nguyện mẹ yêu thương chở che an ủi nâng đỡ những bệnh nhân hồn xác tháng ngày heo hon. Lạy mẹ nhân ái xin thương xót chúng con khôn cùng. Lạy mẹ nhân ái xin gìn giữ chúng con an bình. Nguyện mẹ yêu thương đoàn con còn bao lỗi tội. Xin mẹ yêu thương cầu Chúa chữa lành chúng con. Phó dâng nơi mẹ trọn vẹn tương lai ngày mai dẫu có ra sao. Một lòng tin yêu thành tâm tin tưởng nơi Chúa. Xin mẹ dạy con học biết sống đời phó dâng. Lạy mẹ nhân ai xin thương xót chúng con khôn cùng. Xin mẹ xót thương. Lạy mẹ nhân ai xin gìn giữ chúng con an bình. Xin giữ xin con. Nguyện mẹ yêu thương đoàn con còn bao lỗi tội. Xin mẹ yêu thương cầu Chúa chữa lành chúng con. Lạy mẹ vô nhiễm nguyện thương đến các linh mục. Nguyện mẹ ban ơn xả thân dám sống hy sinh. Nguyện mẹ yêu thương và ban thêm lòng yêu mến can đảm hy sinh và mãi sống đời hiến dâng. Lạy mẹ nhân ái xin thương xót chúng con khôn cùng. Xin mẹ xót thương. Lạy mẹ nhân ái xin gìn giữ chúng con an bình. Xin giữ xin con. Nguyện mẹ yêu thương đoàn con còn bao lỗi tội. Xin mẹ yêu thương cầu Chúa chữa lành chúng con. Lạy
nguyện mẹ yêu thương đoàn con, còn bao lỗi tội xin mẹ yêu thương cầu Chúa chữa lành Chúa.